xưa mình học cái này là mình cắt vô tay thường xuyên luôn á cả nhà, cắt trường đi luôn. Thầy cô nói là phải cắt vô tay giỏi, còn cắt vô tay được giỏi. Bye cả nhà nha, chúc mình hoàn thiện xong mình cho cả nhà coi nha.